Truyền rất là thích nấu ăn cho người mình yêu ăn, cho nên là một trong hai bạn chọn Truyền thì chắc chắn sẽ nấu ăn mỗi ngày và đảm bảo không bao giờ rửa chén. Anh ơi, ví dụ mà anh cứ nấu ăn rồi cứ làm như vậy hoài, anh nuôi em vậy em mập lên rồi sao? Mà mập thì cũng là người yêu của mình thôi. Mập thì ngủ ôm đã mà. Mập thì ngủ ôm đã mà. Ngủ ôm đã mà. Ngủ ôm đã mà. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Màu sắc yêu thích của Quỳnh Như là màu gì? Màu của trái tim em. Màu của trái tim em. Màu của trái tim em. Hai anh chỉ nhân chỉ nghĩa nè, hai anh có biết tử tế là gì không? Tử tế tức là không một để một người xinh đẹp như em phải ế đó. Thường thường thì trong nhà em là người nấu ăn, tại vì em nấu ăn rất là ngon. Dạ. Bạn nấu ngon nhất là món gì? Món gì mà anh thích là em cũng có thể nấu ngon được hết. Món gì mà anh thích là em cũng có thể nấu ngon được hết. Em cũng thích đi du lịch. Anh có thể đưa em đi không? Anh có thể đưa em đi không? Cùng anh băng qua bao ngày xưa, cùng anh đi vào ngàn con đường. Nhật Linh thích đi đâu nè? Đi đâu cũng được, miễn đi cùng anh. Sao vậy ta? Thì em rất thích ngắm hoàng hôn và bình minh nè. Cùng gu luôn. Anh ơi, mình ngắm một cái thôi được không? Anh thích ngắm cả ba lần. Bình minh, hoàng hôn và em nữa. Bình minh, hoàng hôn và em nữa. Cho ba. Bảo thì Bảo thích con cá. Lý do tại sao bạn lại thích con cá vậy? Bởi vì mình thấy nó bơi với nước này, nó được mát mẻ này, nó rất là nhàn ấy, chỉ bơi qua bơi lại, cuộc sống nó hầu như là như vậy thôi. Hiền ơi. Dạ. Như Tâm Bảo nói thích cá gì, em biết em và con cá khác nhau đến gì không? Dạ khác nhau gì anh? Con cá sống dưới nước còn em ở trong tim anh. Em ở trong tim anh. Thấy chưa? Không ghi chú gì hết, chưa sử dụng luôn. Anh ơi, anh mở lại cho mẹ. Anh mở lại kìa. Ghi tên em vào đi, ghi tên em vào đi. Từ lúc mà em nghe tới tiếng của hai anh thì em tự phát hiện ra mình có một cái siêu năng lực rất là đặc biệt. Năng lực gì vậy bạn? Dạ, đó là siêu thích anh, siêu thích anh.